Tử vi tuổi Thìn tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý thì làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu có lên. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến như thế nào, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 4 âm lịch. Tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này đã gặt hái được những thành tựu thành công lớn lao trong tháng 4 âm lịch này. Và đương nhiên, sự thành công của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần để trọng. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc làm ăn của các quý gia chủ tuổi Thìn tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý, chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao và nếu có ý định thay đổi công việc thì bản mệnh chứng ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của các cát tinh. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp, làm ăn mới. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 4 năm 2022, về phương diện tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần phải hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu tác động không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn còn rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam thì ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Thìn trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có đau ốm cũng gặp được thầy, gặp thuốc, dễ chữa khỏi. Có điều cần phải lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến cho bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại thì phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Thìn tháng này báo cáo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa thì cũng phải cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng, đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát.
Các quý gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng của vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn và nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Thìn còn cho thấy rằng nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen có nhiều người khác giới. Đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới, yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Con đường học tập của người sinh năm 2000 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trúc trắc, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu, nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh phải chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu có buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Sự nghiệp của người tuổi Thìn sinh năm 1988 tổng thể phát triển ổn định. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì cũng cần phải cố gắng, dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn còn xuất hiện, nhưng nhờ vào kinh nghiệm phong phú thì mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó mà bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng các lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang năm 2022, người tuổi Thìn sinh năm 1964 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực thì bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân vận hành máy móc, thậm chí là cả khi rèn luyện sức khỏe, thì bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn đón xem video của kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!